Rồi đây là hạt hái trên rừng về nha quý vị. Đây, hạt hái trên rừng về. Xin chào các fan hâm mộ của Discover Việt Nam TV. Hôm nay mình sẽ ăn và hướng dẫn cho bạn chế biến một món ăn rất là độc đáo mới lạ. Đó là hạt đười ươi. Các bạn nghe hạt đười ươi bao giờ chưa? Ok, hạt đười ươi nha. Hạt đười ươi sống ở trên rừng các bạn. Rừng già mới có nha. Đó, thì cái đặc biệt cái hạt đười ươi này đó, 4 năm thì nó mới ra hạt một lần. Đó, 4 năm mới cho hạt một lần. Đây, đây là cái hạt đười ươi. Sau khi người ta hái về phơi khô, sấy này, xong rồi cái mới ngâm nước rồi nó ra như thế này đây. Đây. Để mình đưa gần máy quay cho các bạn thấy cái hạt đười ươi đây nó như thế nào. Đó, rồi ok. Ha ha. Được chưa các bạn, bây giờ là hạt đường ươi rất là nhiều rồi, thấy chưa? Đây, thì ăn cái này rất là đơn giản, không có gì mà phức tạp cả. Nhưng mà biết vì sao mà ăn cái món này không các bạn? Ừ. Những người nào mà hay bị ho khan, đó, rồi bị táo bón này, ăn cái này rất là tốt. Đó, đó là lý do mà các bạn nên. Ai mà may mắn xem cái video clip này mà làm theo thì rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Thế thì cách ăn rất là đơn giản luôn. Vì sau khi sấy khô, ngâm nước nó ra cái màu sắc như thế này rồi á, thì cách đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần bỏ đường vào nữa thôi. Và đây là đường cát ha, đường đường cát trắng nha các bạn, đường cát trắng đó. Rồi chúng ta bỏ đường cát trắng vào, mình làm nguyên cái tô này để cả nhà cùng ăn luôn. Cả nhà mình hôm nay sẽ ăn cái món này, ai cũng muốn có sức khỏe đó. Rải đều, rải đều đường cát lên khắp. Đó, lên toàn bộ bề mặt của hạt để ươi nha các bạn. Rồi, xong rồi á, bước tiếp theo là mình trộn đều lên. Trộn đều lên. Trộn đều lên các bạn. Trộn đều lên nha. Có vẻ như mình thấy là đường nó hơi ít á, chắc là chúng ta phải bổ sung thêm một xí đường cát nữa, bổ sung thêm đường nữa các bạn. Càng ngọt thì càng ngon đúng không? Càng ngọt càng ngon. Đây, ok các em chuẩn bị ăn hạt đời ươi nha, rất là ngon luôn. Đó. Ngon lắm. Bây giờ đang chế, đang trộn đường này, đang trộn đường. Nó đơn giản lắm, cái hạt này ăn tốt lắm. À, ok. Chào các bạn có biết hạt gì đây không? Hello, lại chăm đây. Còn bạn tên gì? Tên gì đấy con? Ok. Haha, xong rồi các bạn. Ba, trong cuộc bên là mùa bút ba. Ngồi đây, đúng rồi, chúng ta bắt đầu ăn nha. Dì Út ngồi đây. Dì Út ngồi đây. Ok. Con ngồi xoay lại đây, xí con, ngồi xoay lại đây. Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn Tommy và đây là bạn Trang. Đó, xin chào. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thử ăn món này nha. Cái chi cái chén rồi bà. Đây là cái chén đúng rồi. Dạ bà ơi. Đây là hạt. Hạt. Hạt đời ươi nha. Hạt ươi à. Hạt ươi, hạt ươi. Múc bỏ vào đây nha. Chị ăn thử, con thích ăn đường quá. Con thích ăn đường đóng thử. Đây rồi, cầm cái chén múc lên, cầm cái chén múc lên ăn thôi. Quay gần đây các bạn ăn này, nhìn nhìn miệng các bạn ăn cho ngon đó. Nhìn nghe miệng đó. Wow. Giòn giật luôn. Ngon quá hả? Ok, đến bàn Tommy. À, bàn Tommy chưa biết ăn món này. Ngon lắm, nó giòn giống gì là giòn nhau quá. Giống giòn nhau đúng không? Ăn thử có ngon không? Ăn thử có ngon không hả con? Ngon lắm, giật bài luôn. Đó, giống giòn nhau luôn. À, bàn Tommy không ăn. Không ăn. Cái này nó là hơi lạc. Hơi lạc hả? Để mình thử nha, mình thử nha. Hey, Út ngon á. Ok các. Cho ngon quá. Đây các bạn, đây là cái hạt ở trong này. Khi ăn thì chúng ta nhớ nhả cái hạt này ra nha. Nhả hạt ra nha các bạn. Nó rất là tốt, nó sơ sơ hạt còn mình. Sơ sơ ngon mà đúng không? Hơi nhạt. Đây có đường. Cái đường ngọt ngọt ngon lắm mọi người. Thêm đường rồi đúng không bạn Trang? Thêm đường cũng tốt. Thêm đường nữa, chắc chát nó mới tốt. Chắc chát nó mới tốt nha. Ừ. 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 Ừ
Rồi, được rồi các bạn ơi, đã trộn xong rồi. Thêm đường vào rồi. Đây. Con em thử đứt cái đường nhé. Đứa đút cho, đứa hai đút cho. Đây. Đó, ngon quá. Bấy nhiều đường hay khác khác ngon. Ngon. Nước ô, chú nè. Rồi chót. Chát mới có giá trị chứ. Chát mới đúng chất. Cái này là người giờ em rất bổ nè. Bổ lắm. Bổ lắm đúng không? Khi nào hết nó ăn hai đúng hả? Em cũng giữ miệng lắm mọi người. Em không ớn luôn mọi người. Đúng rồi, không bao giờ ớn ha. Chị ba ba, đúng chưa? Cái này là cái thước. Đó, ờ, nó chạy ra. Ok. Nhìn thăm ba. Ngon. Nhắc lại các bạn cái hạt ha. Cái hạt mình chạy ra. Mà mọi người nhớ mở cái giả ha. Okay. Tốt quá. Chụp hình nào không ba? Cái đó là cái thước mà chụp hình gì? Rồi ba ơi, ba ơi, ba ơi. Phải nhiều lắm. Nhiều lắm. Ăn đủ. Ủa, hết đường rồi. Hết đường rồi, giờ mình đủ vào đây nhiều quá rồi đó. Có con rồi, có đường rất an toàn. Ok, không được, không được, không được. Không được, bên này nhiều. Đánh được. Đã hạt nha mọi người, hạt nè, anh hứa ăn nè. Quá cần luôn. Giống nhau ha. Ăn tốt cho sức khỏe đúng không? Nghĩ. Cho phèn tóc đi thương mập. Vui quá hả? Dạ. Ok. Dạ. Mọi người ơi. Mọi người. Chót chót. Chụp chụp chụp. Rồi ok, bà Tâm ngồi xuống. Rồi ngồi xuống để ba kết TV. Ok. Rồi quý vị khán giả và các bạn thân mến, nếu yêu thương hãy bấm like video và chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh Discover Việt Nam TV nha. Xin rất là biết ơn quý vị các bạn đã đón xem hết kia video này. Thì đây là hạt để ươi, cái hạt này nó cũng có bán trên các trang mạng thương mại điện tử. Đây, đây còn nhiều nữa các bạn. À đây, cái hạt này nó ngả màu rồi nha các vị. Rồi thì các bạn có thể tìm mua cái hạt này ăn, nó tốt cho sức khỏe. Đặc biệt ai mà hay bị ho khan đó. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất. Nhớ ủng hộ nha các bạn. Ok.